Rồi xin chào các bạn ở trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để lên đồ cho chiếc Wave Alpha 2021, chiếc Wave Alpha mới giờ. Cũng như mình lên như công tắc đèn nè. Và đèn chạy sáng ngày sạc trên xe luôn khi mình đi xa. Thì các bạn nhìn trong hình là các bạn thấy là đây là chiếc của em 3 đề 2021 thì nó không có công tắc đèn. Nó mặc định là đèn sáng ha, khi mình đề máy xe là đèn sẽ sáng. Thì mình thấy cái này nó bất tiện lắm. Tại nước ngoài thì thời tiết người ta khác, nước mình thời tiết rất là nóng nực. Ở đây là mình đã chuẩn bị cái công tắc đèn. Và mình ra 4 cái đầu dây công tắc đèn 3 ngã 3 nấc, nấc ốp và hai nấc hai vị trí khác nhau. Mình đa ra 4 đầu dây như hai công tắc vậy đó. Rồi đây là mình giả cái mặt nạ trước luôn rồi đó, để chuẩn bị đấu thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là mình làm cái công tắc đèn trước nha các bạn. Mình làm cái công tắc đèn thì mình tháo mặt nạ ra mà chỗ cái nút pha cốt á. Đây nè, chỗ cái nút pha cốt á thì mình cứt cái dắt ra ra. Cái dắt chỗ pha cốt thì nó có 3 cộng là trắng, xanh và vàng. Thì mình lấy cái cộng vàng ra. Cộng vàng đó chính là vàng cho đèn pha cốt á. Thì mình cắt cái cộng vàng nó ra. Và mình làm cái công tắc ngay đó đó, là khi mình tắt là nó sẽ tắt đèn pha cốt luôn. Đây là mình đã cắt ra rồi và mình đã làm vô một cái đường công tắc rồi đó các bạn. Mình đã vô được công tắc rồi đó. Còn mà nguồn mà mình lấy nguồn mà đây nè, còn bây giờ mình đời xe cho bạn xem nè. Đời máy lên thì xe đang chạy thì đèn nó không có sáng ha. Thì bây giờ mình bật qua nấc thứ nhất nè. Đó, nấc thứ nhất thì đèn nó sáng. Đèn sáng nha bạn. Đó, bật tắt, có thể tắt đèn được ha, tắt chủ động. Và nút pha cốt thì mình bật bình thường. Còn cái công tắc đèn đó, còn thêm một nấc nữa là chút nữa mình xài cho đèn chạy sáng đó. Các bạn đơn giản, các bạn chỉ thấy lấy cắt ngang mối điện đó mình làm công tắc cho thôi. Tiếp theo là mình làm cái sạc trên xe. Thì các bạn mua cái tẩu sạc USB ha. Nguồn vào 12V và nguồn ra là 5V, sạc cho điện thoại. Và mình đã khoan lỗ và mình lắp ngay chân chỗ này. Và chỗ này là khuất và có nắp đậy nên là mưa sạch nước còn không có vô được nha các bạn. Và mình lấy nguồn 12V từ bình ắc quy, nhưng mà bật chìa khóa nó mới có điện. Chỉ là mình lấy sau chìa khóa. Sau chìa khóa là các bạn lấy chỗ dây thắng á. Cái cọng màu đen của dây thắng là mình lấy ngay chân ở chỗ đó là sẽ được nguồn 12V. Đây là mình lắp vị trí, là mình lắp đèn chạy sáng nè, các bạn thấy rất là gọn không? Không có bị chói mắt người ta. Ít người lắp kiểu này đâu các bạn. Một số người, đa số là lắp ở trên kính hậu. Nhưng mà thấy lắp cái kiểu đó, thứ nhất là không có thẩm mỹ. Hai nữa là mình trái cho mặt người ta. Nhưng mà đèn chạy sáng này mình không có cần cho mấy cái trường hợp đó. Mình cần cho vị trí chạy ổ gà hay chạy trong ban đêm mà không có thấy cái vị trí dưới. Tại mấy chiếc cái dòng xe mà đèn nó nằm ở trên cái chỗ mà cái tay lái á, như không phải dạng xe tay ga mà nằm ở dưới, nó nằm ở trên á, thì các bạn ánh sáng của mình nó đi xa không mà nó không có đi ngay chân bánh xe. Thì mình lắp cái đèn chạy sáng vị trí này á, là nó gọi ngay chân ở dưới đất cái chỗ bánh xe á, để mình chạy mình né cái ổ gà được. Nên là mình chọn cái vị trí mình lắp chỗ này, mình giấu được cái làm đẹp với thẩm mỹ và mình không có trái như mặt người ta. Và mình không có bật suốt, khi nào mình cần bật thôi. Đây là cái công đoạn mình đã làm hoàn chỉnh. Mình không có quay lúc mình làm mà mình nói chuyện
lồng tiến thì thuyết minh cho bạn xem. Nấc đầu tiên là mình xài tắt đèn pha cốt, còn nấc thứ hai đó là mình lắp cho chợ sáng. Đây sạc dự phòng thì các bạn lấy sau nguồn cái dây tai thắng nha các bạn. Cái tai thắng chỗ mình nó có cọng dây màu đen, thì mình lấy cọng màu đen đó là chính là khi mình lắp chìa khóa là chỗ cọng màu đen nó có điện đó, 12V. Còn mát thì mình đấu cho mát chỗ nào cũng được. Đây là mình đã lắp hoàn chỉnh phần lên đồ cho em pha đó, lên đồ và mình lên đèn chạy sáng với sạc dự phòng. Rồi mình lắp thêm cái công tắc đèn luôn. Xe này là mẫu 21 bây giờ nó vậy đó, không có công tắc đèn. Ai mà khó chịu quá thì chế thêm, chứ mặc định của hãng sản xuất ra là như vậy rồi đó. Đèn chạy sáng mình lắp rồi đó các bạn, đi mình đi dây gọn gàng vô luôn nha. Bây giờ mình chỉ lắp mặt nạ nữa là được rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình.